Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Boss Home TV. Trong video ngày hôm nay thì Boss Home xin được giới thiệu mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng mái dốc tại Nghệ An. Căn biệt thự có khối kiến trúc giật cấp ấn tượng ở cả ba mặt tiền. Tổng thể công trình là vẻ đẹp thanh lịch đầy sức hút. Những đặc trưng trang nhã của kiến trúc châu Âu được khéo léo đưa vào kết hợp với vật liệu hiện đại để công trình có nhiều điểm nhìn kết nối đẹp mắt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những điểm nổi bật của căn biệt thự Nghệ An KT2312 này. Mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng 3 mặt tiền kiến trúc giật cấp ấn tượng. Căn biệt thự có 3 mặt tiền đều được thiết kế giật cấp thu hút. Hệ thống diềm mái được sử dụng để tạo ra những điểm chuyển tiếp đồng bộ và đẹp mắt. Cách các kiến trúc sư phối hợp gam màu cũng mang tới cho khối tầng điểm nhìn đẹp mắt. Ở đây, chúng ta bắt gặp những đặc trưng trang nhã nhất của kiến trúc tân cổ điển châu Âu, có sự xuất hiện của vòm baroque, ban công bán nguyệt, cột tròn cổ điển và những ô cửa sổ mái. Tất cả đều được khéo léo lồng ghép ở từng khối kiến trúc để mang tới điểm nhìn không thể rời mắt. Mặt trước của công trình vẫn được chú trọng nhấn nhá hơn cả. Chúng ta thấy khối kiến trúc trung tâm nổi bật với sảnh thông tầng. Kết cấu của sảnh là 4 thước cột vuông vững chãi được trang trí đường soi chỉ trên bề mặt. Các thước cột đều được kết nối với nhau bởi khung vòm mềm mại. Kết thúc sảnh liên tầng 1 và 2 chính là một phần mái độc đáo. Điểm thu hút ở khoảng thông tầng này là các gam màu được kết hợp hài hòa, nhờ đó không gian sảnh như một lời chào ấm áp mà gia chủ dành tặng khách tới thăm. Cửa chính gỗ gõ đỏ nổi bật trên nền viền tường ốp đá tự nhiên màu mắt báo. Bề mặt cửa được đục chạm họa văn thủ công cầu kỳ tinh xảo. Kết nối hệ cửa tầng 1 với tầng 2 là một ban công hình bán nguyệt. Ban công sử dụng lan can nhôm đúc nghệ thuật sang trọng và thu hút. Điểm chuyển tiếp này mang tới một sự đồng điệu trong lối thiết kế của sảnh chính. Tầng 2, các kiến trúc sư sử dụng cửa vòm cánh kính để tạo điểm nhìn thoáng hơn và đồng bộ với giải pháp của phần vòm baroque ở phần tiền sảnh. Tầng 1 nổi bật với gam màu đá nâu đen ốp tường, màu nền này của khối đá được lựa chọn là màu tương sinh với chủ đầu tư. Cả ba mặt tiền đều được thiết kế sảnh tầng với những thước cột vuông tròn đang xen. Các khối kiến trúc cũng được nhấn giật cấp để tạo điểm nhìn trang trí đẹp mắt. Công trình sử dụng bố cục đăng đối tương đồng, vì vậy các khối kiến trúc hai bên đều được thiết kế như nhau. Hệ thống diềm mái ngói xanh Fuji không chỉ tạo sự chuyển tiếp mà còn tạo điểm nhấn màu sắc ấn tượng. Khối tầng 1 được ốp đá gam màu đậm, từ đó tạo nền tối tôn lên vẻ đẹp của các thước cột trắng thanh lịch. Phần diềm mái được thiết kế bao quanh công trình, hình thành lên sự liên kết bền vững. Nhờ những khối kiến trúc giật cấp mà diềm mái cũng liên kết tạo ra cảm giác lượn sóng đẹp mắt. Diềm mái được bắt từ mảng tường mặt chính, nối đến hai sảnh phụ và kết thúc ở mặt sau của công trình. Nhờ đó nhìn ở góc nghiêng chúng ta sẽ cảm thấy được sự kết nối bền chặt của các khối kiến trúc với nhau. Lên đến tầng 3, các kiến trúc sư đẩy khối trung tâm lên cao để mở ra điểm thông tầng thu hút. Thước cột tròn đỡ lấy đường vòm kết nối nhẹ nhàng mềm mại. Các kiến trúc sư sử dụng những ô cửa cánh kính để lấy được nhiều nguồn ánh sáng cho nội thất bên trong. Chính giữa tầng 3 được bố trí một ban công bán nguyệt. Sự lặp lại tương đồng giống với tầng 2 này sẽ mang tới điểm trùng lặp thú vị cho công trình. Từ tầng 2 lên tầng 3, màu sơn trắng xuất hiện nổi bật nhờ màu nhấn và màu chuyển tiếp. Trên các tầng này, màu trắng làm nền chính, màu ngói xanh Fuji là màu chuyển tiếp và màu cửa là màu nhấn. Nhờ những gam màu riêng biệt này, khi kết hợp ăn ý với nhau sẽ tạo ra một tổng thể mặt tiền đẹp mắt cho căn biệt thự Nghệ An. Những ô cửa kính được đưa vào để công trình có điểm nhìn thu hút. Kính là vật liệu hiện đại, được ứng dụng rất nhiều trong kiến trúc tân cổ điển. Và ở công trình này, hệ cửa kính được bố trí song song ở các khối kiến trúc và các mặt tiền. Những ô cửa xuất hiện để giúp giảm lược sự bê tông hóa. Thêm vào đó, nó mang tới điểm nhìn hai chiều thú vị cho chủ đầu tư. Nhờ bố cục giật cấp đa tầng, các khối kiến trúc theo cả chiều ngang và chiều sâu, nên nhìn từ mặt trước của công trình có quy mô lớn. Dù không dùng nhiều hoa văn cổ điển hay phù điêu trang trí phức tạp, nhưng công trình vẫn toát lên được một vẻ đẹp đầy sức hút. Nghệ thuật trang trí sân vườn biệt thự đẹp. Nhìn toàn cảnh có thể thấy biệt thự Nghệ An sở hữu mảnh đất đẹp và rộng. Đó là điều kiện để các kiến trúc sư có thể thiết lập hệ thống sân vườn tuyệt đẹp cho công trình. Cây xanh hoa bụi được đưa vào ngay sát các mặt tiền của công trình. Đây là dụng ý của các kiến trúc sư để view nhìn nào từ cửa sổ cũng sẽ thấy màu sắc rực rỡ tươi mới của hoa cỏ. Kiến trúc xanh cũng là lối kiến trúc được rất nhiều chủ đầu tư theo đuổi. Cây xanh hoa cỏ chính là liều thuốc bổ giúp công trình giảm bớt cảm giác nặng nề, giúp điều hòa không khí trong biệt thự và hơn hết là mang tới cảm giác thư giãn, tái tạo năng lượng dễ dàng trong chính ngôi nhà của mình.
Từ cổng chính đi vào, chúng ta sẽ bắt gặp một chòi nghỉ và bể bơi đầy sức sống. Màu xanh của cây cỏ hoa lá bao quanh khu bể bơi và chòi nghỉ mang tới cảm giác vô cùng thư giãn. Nối tiếp với bể bơi là những dải tiểu cảnh chiên đôi uốn quanh công trình. Phía cuối của biệt thự là một hồ cá koi và núi đá nhân tạo đẹp mắt. Những khoảng cây xanh được thiết kế tỉ mỉ giúp sân vườn biệt thự trở thành khu vườn sinh thái thu nhỏ. Nhìn ở view trên cao này, chúng ta mới thấy hệ mái dốc được sắp xếp phân tầng đầy tính nghệ thuật. Các khối mái hình tam giác được thiết kế độ dốc theo tiêu chuẩn để giúp công trình thoát nước nhanh hơn. Mái chồng mái, hình tam giác đẹp mắt tạo ra điểm kết thúc đẹp cho khối kiến trúc 3 tầng. Bên cạnh tường rào bao quanh công trình cũng được nhấn trang trí bằng những điểm tiểu cảnh thu hút. Tổng thể sân vườn có hành lang giao thông rộng lớn được lát đá xám sạch sẽ. Cây xanh được bố trí khắp khoảng sân vườn để giúp cân bằng cảm giác bê tông hóa. Toàn bộ tường rào mặt trước cũng được nhấn trang trí thu hút, cột vuông giúp mang tới kết cấu vững chãi cho hệ tường rào. Kết hợp cổng là những mảng tường hoa văn nhôm đúc tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Ngay phía dưới khối tường đối diện sảnh chính thì bồn cây tiểu cảnh cũng được thiết lập ở mặt ngoài vô cùng sinh động. Các khối hình vòm và hình chữ nhật được bố trí đan xen để tạo ra sự kết nối đẹp mắt cho cổng tường rào của căn biệt thự. Nhìn từ mặt ngoài của công trình có thể thấy ngay cả tường rào cũng được tính toán chỉnh chu. Khoảng tường mặt trước như tạo ra khối đế mở ngang đẹp cho công trình, đặc biệt là diện tường đối diện sảnh chính mang tới điểm nhìn tương đồng đẹp mắt. Thế hình tháp đế mở ngang được tạo ra đầy sức hút giữa tường rào và khối kiến trúc bên trong. Sự đồng điệu có tính toán này giúp công trình đẹp ở mọi góc nhìn. Ngay cả hoa văn nhôm đúc cũng được tính toán điểm kín hở hài hòa, kiến trúc sư không sử dụng tường bê tông đặc ở trước mặt tiền. Hoa văn nhôm đúc không chỉ mang tới vẻ đẹp đẳng cấp mà còn là giải pháp điều tiết hướng gió cho cả khuôn viên biệt thự. Biệt thự 3 tầng, 3 mặt tiền tại Nghệ An được thiết kế với dáng vẻ của công trình tân cổ điển. Các kiến trúc sư có sử dụng liệu pháp cổ điển nhưng không quá đà. Vì vậy, công trình mang nhiều vẻ đẹp hiện đại hơn. Mỗi chi tiết cổ điển được đưa vào đều được chọn lọc để công trình toát lên vẻ đẹp trang nhã, lịch lãm. Quý vị có yêu thích giải pháp thiết kế của công trình biệt thự này thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi hotline Zalo 092 123 3456 của Bốt Home, luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn miễn phí.